Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồng Hồ Hải Triều. Và hôm nay Hải mang đến cho các bạn một chiếc đồng hồ Casio Edifice có tên mã là ECB800CB. Và để cập nhật thông tin chi tiết về chiếc đồng hồ này cũng như và mức giá bán của chiếc đồng hồ, các bạn có thể truy cập đường link phía dưới video. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình nha. Trước tiên thì mình sẽ nói sơ qua về ngoại hình của mẫu ECB800 này. Phía trước các bạn sẽ có một chiếc đồng hồ với phần vỏ của nó có kích thước là ở chiều đứng này sẽ là 53.5mm và bề ngang sẽ là 49.2mm. Và độ dày của chiếc đồng hồ này sẽ nằm trong khoảng là 13.7mm. Tổng trọng lượng của chiếc đồng hồ này là khoảng gần 170g. Đó, các bạn có thể thấy ở đây, đa phần chiếc đồng hồ chúng ta phần vỏ và phần dây đều làm bằng thép không rỉ cho nên nó hơi đầm tay. Và phía trước các bạn nhìn cái viền benzen này, các bạn sẽ thấy có một màu đen, thì đây chính là cái lớp mạ ion của Casio. Và lớp mạ ion này có màu đen bóng, các bạn sẽ thấy nó giống như là những chiếc đồng hồ mà có cái phần trước bằng đá màu đen bóng á, thì cái phần mạ ion này cũng cho chất lượng là độ sáng y chang vậy, nhưng mà độ bền của ion này sẽ cực kỳ cao, các bạn sẽ không lo là nó bị bay màu theo thời gian. Chiếc đồng hồ này cũng có khả năng chống nước ở độ sâu 100m và tấm kính của nó vẫn là tấm kính khoáng như những chiếc đồng hồ thông thường. Rồi về chức năng của chiếc đồng hồ này cũng cực kỳ ấn tượng mà mình sẽ dành ở phần sau. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nói về chi tiết chiếc đồng hồ này. Các bạn sẽ có những cái nút bấm cơ bản nằm ở hai bên cạnh chiếc đồng hồ này và các bạn không có cái tia chỉnh giờ như những mẫu Edifice thông thường khác nhau. Rồi 4 nút chức năng ở dọc hai bên và các bạn sẽ thấy một cái chức năng ở giữa, nó sẽ có một cái logo Bluetooth ở đây. Đó, đây là đích thị chiếc đồng hồ chúng ta sẽ có khả năng đồng bộ với điện thoại mobile link. Rồi phần dây thì mình cũng thấy cũng không tạo cho mình nhiều ấn tượng lắm, tại vì mình không thích cái phần dây mà nó đánh bóng cái gờ giữa này, thì cái gờ giữa này mình xài một thời gian thì nó bị xước, nó bị ăn mòn và nó tạo lên độ mờ không còn sáng bóng như ban đầu. Cái đặc điểm mà mình thấy cũng khá là hay là phần khóa của chiếc đồng hồ Edifice này không phải là sử dụng một là phần khóa có cái gờ gặp lại, hai là phần khóa 3 lần gặp trong một lần bấm, thì đây cái phần khóa này nó sẽ có hai cái chốt bấm bên hông này, chúng ta phải bấm vào chúng ta mới mở ra được. Về phần chốt của chiếc đồng hồ này cũng là mình khá ấn tượng, tại vì nếu mà những chiếc đồng hồ Edifice bình thường thì nó sẽ có một là phần chốt gặp lại, nó sẽ không có thanh gặp lại gạt ngang qua, hai sẽ là một phần gặp thông thường, đó là 3 lần gặp trong một lần bấm. Còn ở chiếc đồng hồ này các bạn sẽ có hai cái nút bấm ở đây và chúng ta bấm chúng ta mới mở dây ra được như thế này đó và đóng lại. Cái này cũng khá là hay, khi các bạn kẹt hay là kẹt tay hay là bị cấn gì đó thì chiếc đồng hồ chúng ta sẽ không có bị bung ra, thấy không các bạn, mình bấm một nút thì nó không bung ra, chỉ khi nào mình bấm hai nút thì chiếc đồng hồ nó mới mở ra thôi. Đó, điều này cũng khá là an toàn. Vì những chi tiết bên trong mặt đồng hồ thì các bạn có thể thấy mặt đồng hồ thiết kế khá là ấn tượng. Các bạn sẽ chú ý phần dial chúng ta, các bạn sẽ thấy những ô vuông nhỏ và nhiều bạn sẽ nghĩ rằng đây là làm từ vật liệu carbon, nhưng mà không. Chiếc đồng hồ này Casio họ hoàn thiện bằng nhựa thôi, nhưng mà họ tạo một cái hiệu ứng ánh sáng rất là đẹp, các bạn nghiêng mọi góc độ và các bạn sẽ thấy nó tương tự như là vật liệu carbon luôn. Rồi cái điểm nhấn mà mình thích nhất trên chiếc đồng hồ này đó chính là cái phần ô đồng hồ vị trí góc dưới 6 giờ này đây. Bình thường các bạn nhìn vào các bạn sẽ thấy y chang như một cái đồng hồ công tơ mét, giúp bạn xác định được vận tốc của bạn. Các bạn thấy đây, unit trên 1 giờ có nghĩa là đơn vị thời gian vận tốc của chúng ta luôn. Rồi ở trong cái ô này ở phía bên trái các bạn sẽ thấy chữ F và chữ E, tương tự như là một cái kim xăng trên chiếc đồng hồ chúng ta. Và hiện tại chiếc kim trắng này đang chỉ gần như là giữa bình xăng của chúng ta. Đó, một chiếc đồng hồ dựa trên hơi hướng thiết kế của mặt đồng hồ của những chiếc xe thể thao. Và nguồn năng lượng của chiếc đồng hồ là thích solar, cho nên nguồn năng lượng hiện tại đang lưu trữ được chỉ là khoảng nửa bình thôi. Chúng ta phải để ánh sáng nó nhiều thì cái kim xăng này sẽ tăng lên. Rồi ngoài ra ở phía dưới khung này sẽ có những cái chữ là work time, alarm, timer, thì đây là những cái tính năng mở rộng cũng như là chức năng của chiếc đồng hồ này. Đặc điểm thứ hai mà mình cũng thấy khá là ấn tượng đó chính là cái chữ faster cũng như lower ở dọc hai bên cạnh phải này có hai mũi tên, thì đây nó sẽ hỗ trợ cho các bạn ở chế độ là stopwatch, thì các bạn bấm giờ thì xe thứ nhất cán đích, sau đó xe thứ hai chúng ta bấm, thì chúng ta bấm lần lượt như vậy thì cái kim màu đỏ này, cái kim dây này sẽ chỉ là nằm ở vị trí faster hay slower, thì sẽ cho biết là cái nhân vật đó, các bạn đó là chạy xe về đích trước hay là bạn đó chạy đích sau, nó sẽ nằm ở hai chữ này, khá là hay. Cái phần mặt màn hình điện tử LCD phía trên mình cũng khá là thích, nó được làm rất là lớn. Đối với những chiếc Edifice mà hỗ trợ điện tử thì mình đánh giá đây là cái mẫu hỗ trợ màn hình LCD lớn nhất từ trước đến giờ mình thấy, và nó hiển thị đầy đủ tất cả rất là nhiều thông số khác nhau. Rồi thí dụ như mình vào chế độ stopwatch thì các bạn thấy đây, nó hiển thị được lên đến phần ngàn của giây luôn. Và trong 60 phút đầu thì nó sẽ hiển thị độ chính xác lên đến 1/1000 và 60 phút sau sẽ rơi xuống còn 1/10 giây thôi. Đó, recall để giúp các bạn xem lại những cái dữ liệu thời gian chúng ta vừa bấm lúc nãy. Timer, chế độ đếm ngược, signal cũng như là chế độ báo thức thì các bạn sẽ có 5 chế độ báo thức khác nhau, cũng như là signal báo giờ hàng tiếng, rồi chế độ xem giờ quốc tế. Rồi mình sẽ nói chi tiết hơn về chế độ stopwatch này, mình sẽ tiến hành thử vận hành cho các bạn cùng xem chức năng này. Đó, mình bấm, bây giờ đồng hồ nó chạy. Giả sử như là mình cho 10 giây đi, mình bấm một lần. Các bạn sẽ thấy cái kim này chỉ vận tốc luôn là đó, vận tốc của người chạy. Đó, bây giờ chiếc đồng hồ chúng ta vẫn còn hoạt động nha. Khi mình bấm một cái nữa, nó sẽ tiếp tục chỉ vận tốc của người tiếp theo. Đó, cho đến khi nó chạy ngầm phía trong này, là chức năng này giúp cho các bạn biết được là người nào về trước, người nào về sau. Mỗi lần người qua đích chúng ta sẽ bấm cái nút này một lần. Đó. Và để reset lại chúng ta chỉ cần bấm phía trên này thôi. Rồi. Đó. Và đó là cơ bản những chức năng trên chiếc đồng hồ này. Và điểm mình muốn nói đến tiếp theo đó chính là khả năng mobile link trên chiếc đồng hồ này, là nó sẽ đồng bộ dữ liệu chiếc đồng hồ với chiếc điện thoại chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ nhắc chiếc điện thoại mình lên. Ở trên nền tảng điện thoại là iOS hay là Android thì các bạn có thể tải dễ dàng ứng dụng có tên là Edifice trên kho ứng dụng. Và khi các bạn tải về chúng ta chỉ cần bật lên. Đó. Ngay tức thì nó sẽ vào một cái phần màn hình và hướng dẫn các bạn cách để chúng ta connect với chiếc đồng hồ chúng ta. Mình sẽ bấm vào cái tên mã chiếc đồng hồ là ECB800. Thì ngay lúc này chiếc điện thoại sẽ chỉ cho các bạn biết là chúng ta sẽ bấm và giữ cái nút chính giữa này 1,5 giây. Đó, chiếc đồng hồ chúng ta đã hiện connect và nó đã thành công. Tự động chiếc điện thoại sẽ nhận được cái tín hiệu chiếc đồng hồ. Rồi đăng nhập chiếc đồng hồ. Đó, thành công. Thì ngay lúc này tự động thời gian cũng như là múi giờ, vị trí của bạn sẽ được cập nhật từ chiếc điện thoại sang chiếc đồng hồ này. Nó sẽ cập nhật thời gian cực kỳ chính xác nhất tới từng phần giây luôn. Và cũng trên ứng dụng này các bạn có thể đồng bộ được dữ liệu là 200 kết quả mà chúng ta bấm giờ lúc nãy. Cũng như là các bạn sẽ xem được giờ thế giới, là cài đặt chiếc đồng hồ này sẽ hiển thị giờ thế giới là sao. Cũng như là những tính năng mở rộng trên chế độ này, các bạn có thể cài alarm, timer. Hoặc là các bạn có thể gán những tính năng khác như là tìm điện thoại lạc hay là chỉnh đèn nền. Tất cả chức năng trên chiếc đồng hồ này đều các bạn có thể dễ dàng chỉnh trên cái app này. Và chúng ta chỉ cần bấm cái nút Shift là nó tự Shift thôi. Còn sau khi kết thúc chúng ta bấm Disconnect là xong, kết thúc quá trình. Ok, và đó là thông tin chi tiết về chiếc đồng hồ ECB800CB này. Các bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc, đóng góp ý kiến trong video sắp tới cũng đừng ngần ngại. Hãy để lại ngay bình luận phía dưới video. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.